Rồi, xin chào anh chị nhé. Hôm nay thì mình nhận được rất là nhiều máy, rất là nhiều của máy của anh em đổi này, đổi và nâng cấp đời, hoặc là có những cái con máy mà anh em đang có nhu cầu mà hiện tại là có những cái con máy nó bị lúp bê nha anh em. Thì đầu tiên thì mình sẽ quay cho anh em xem là cái con máy mà mình trông chờ nhất ngày hôm nay đó là cái con máy nào. Đây là cái con Estin MS260 nhé, hàng siêu lướt luôn anh em. Estin MS260 đâu rồi? Đây vào. Thanh Thắng. Ok. Ở đây bạn ấy mua của mình, xong rồi bạn ấy bây giờ là bạn ấy có nhu cầu đấy, thanh khoản đấy nha, mua hàng xong bây giờ muốn muốn bán để lấy tiền đó, làm việc khác đó, ok luôn. Ở bên mình thì có hỗ trợ cho anh em nhé, có hỗ trợ cho anh em, tức là khi anh em mua máy bên mình hoặc là những cái con, kể cả những cái con máy mà anh em mua ở nơi khác đó, anh em thấy là cái băng keo mà bên mình bọc nó sẽ khác nha đó. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em rất là tốt luôn, cái trong cái vấn đề mà đó anh em không sợ là mua hàng, ví dụ mua con máy nhỏ, đầu tư làm con máy nhỏ, xong rồi đến khi mà mình đủ tiền mình làm cái con đủ tiền mình đầu tư con máy lớn thì lại bán lại cái máy cho mình nhá. Đây bạn ấy cũng mua xích bên mình luôn, mua xích bên mình thì đấy, đây là những cái bộ chuông là chuông zin theo máy này. Còn khi mà mua là mình hồi đó là bạn ấy nâng cấp lên một cái bộ chuông đồng tiền đó, đây là cái bộ đồ để riêng nhé. Xích đây là một sợi xích, bạn về bạn cắt đây một cái sợi xích zin theo máy, một xích zin theo máy mà xài chưa được bao nhiêu đây nhỉ, xích zin theo máy mà xài này tít này đó, xài cái này nó khoảng tầm được 50% của xích, chưa đến 50% của xích đâu mọi người đó, sợi xích đầu tiên ấy. Đây con máy bạn ấy đọc bọc rất là kỹ nhá, bạn này thì cũng rất là đam mê về máy và đam mê về cái máy móc như này. Đây bộ tun theo máy này bạn ấy bọc rất là kỹ luôn, một cái tung đây tung vít này, đồ mở ốc này, rồi cái mở lam xích này. Đó, mình sẽ bỏ hết đây nhé, bỏ hết đây cho khỏi lộn. Đây là cái con máy MS260 siêu lướt, đây siêu lướt, máy đang còn cái tem mặt trước luôn mọi người. Đó, mình thu lại của bạn này để bạn ấy lấy tiền bạn nó làm công việc khác. Nói chung là hàng cửa hàng bên mình thì có thu cũ đổi mới và hỗ trợ cho anh em rất là nhiều trong cái vấn đề đấy, khi anh em mua hàng bên mình. Đây mọi người thấy không, trời cái mặt máy này chưa có một vết chóc nào luôn, rất là đẹp nha. Cái con máy này thì roda rất là kỹ, bạn roda là cũng treo máy lên đó. Đây như này, đây cũng có một cái nốt là gọi là chắc cái này là khả năng là giật máy xong rồi đặt xuống dưới này, mọi người thấy không đó, một chút xíu đây đó, một xíu dây chày đây nhá. Đây bạn ấy nói là máy của em xài rất là kỹ, em không có đổ nhớt nhớt thải vào mà em toàn bộ là em sử dụng nhớt mới. Đây đấy, bạn ấy đổ nhớt mới rồi, nắp xăng còn xăng không, hết xăng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ giật thử hơi xem như thế nào đó. Mua máy bên mình thì cam kết mọi người là đồ đạc là máy là không bao giờ bị xước piston nhé. Đó rất là ngon nhá, đó đồ đạc với mọi người đấy, tem mặt trước đang còn luôn này, chưa có bị chóc này. Đó. Cái này là roda, khi mà nhớt nó ra có thể là bạn ấy lau lấy cái khăn bạn lau là nó sẽ bị mờ cái số ở trên này đó, đây số series nằm trên này, đây made in Brazil nhé mọi người đó. Xem phần bên trong nó sẽ có những cái gì nào. Mọi người lưu ý nhé, khi mà không có lam xích thì mọi người siết góc này vừa tay thôi đó, đó siết này là hơi cứng nhá. Mình cảm giác là nó không theo cái cảm nhận không tốt, nếu như mà mọi người cố siết căng vào. Đây cái ốc lam mọi người, cái ốc lam này thì chắc có lẽ là bạn ấy mở ra mở vào không quá nhiều đâu, vài ba lần thôi. Tắt luôn đi, tắt cái đấy đi, nó không hiện lên, tắt đang nó không hiện lên. Rồi nhưng mà vẫn quay được đúng không? Đây mọi người, cái đồng tiền này là mình lên đây, quay vào đây em. Đây cái máy mình lên đồng tiền cho bạn mà bạn ấy xài này, cái đồng tiền nó chưa mòn mọi người thấy không? Đó, cái đồng tiền nó còn chưa mòn luôn. Đó, combo như thế này. Đó. Lúc mua mới là giá nó hơn 10 triệu mọi người. Đó, lúc mua mới là hơn 10 triệu nha. Đó, xài rất là lướt luôn, con máy này mà rửa lại một cái là phải đẹp long lanh luôn mọi người, đẹp long lanh luôn. Số series của nó thì đây là số series này. Số series là 16599. Đây mọi người thấy không? Bấm vào nến led anh ơi. Đó, 16599 nhá. Rồi mình kiểm tra cái thùng này xem có đúng không nhá. 16599. Đây. Số series 16. Ồ. Đâu rồi? Con gì nó cắn này? Sao mà xui dữ vậy?
Mất tiêu cái ở đây luôn à? Đúng cái chỗ này thì lại bị con gì cắn? Còn 1.6 thôi. 1.6 thôi. Đây này, nhắm đến tận đây luôn. Nhưng mà cái hàng này là cái thùng hàng này là chắc chắn là 100% là cái hàng của mình. Đó, một hàng của mình gửi đi cho bạn đấy nhá. Đó, anh em yên tâm. Và cái con máy mà mình gửi đi cho bạn đấy thì còn cái câu chuyện tức là còn những cái số series mà mình gửi đi cho bạn đấy là chắc chắn là còn số series luôn. Đó. Tại vì cái mỗi cái con máy mình gửi đi ấy, thì thường thì mình sẽ hay gửi cái video gửi con máy đó cho riêng từng người đó. Nên là mọi người yên tâm, đây là chắc chắn là máy của mình bán ra. Đó. Ôi, rất là đẹp mọi người. Rất là đẹp. Ngọc gió giúp toàn bộ zin hết nhá. Con này là mà gọi là cắt rất là ít này, mọi người thấy không? Cái bụi nó vào đây rất là ít. Đó, lọc gió chưa bị tháo này. Chưa bị tháo. Thế cái này mình sẽ phải vệ sinh lại hết nhá. Dây giật thì còn trắng tươi luôn. Đây. Nhấn cái cho nó nhẹ đi. Đó, dây giật nha mọi người. Dây giật zin, chưa bị sờn xù gì hết. Rồi. Cái này thì không thể nói là như mới được, nhưng mà còn rất là đẹp nhá. Rồi tiếp tục mình đến trở lại với lại một tác phẩm này là một bí mật mình không nhớ là cái con máy gì luôn. Đây, mình sẽ mở cho mọi người cùng xem nhé. Và chút nữa mình sẽ quay cái con máy mà hôm trước mình đã chia sẻ cái câu chuyện mà anh khách anh ấy chỉnh xăng xong rồi cái con máy nó bị lúc bê đó, và thợ ra nói chung là làm rất là nhiều thứ bên trong đó và cuối cùng là phải thay nòng thì máy bị lúc bê đó nha mọi người. Và con máy này nó không biết là khách nào mà làm gì luôn. Tại vì quá nhiều khách, một ngày mình tiếp rất là nhiều nên là cũng không thể nào mà nhớ hết được nói chuyện với những vị khách nào nói cái gì. Thực sự là mình toàn phải kiểm tra lại cái phần Zalo để nói xem là mình đã nói gì với khách thôi. Nên bởi vậy là anh em mua hàng bên mình ấy, mua hàng mà có chuyển banh sang ấy, thì chắc chắn là phải chụp màn hình ra để gửi sang cho mình để mình có một cái tài liệu đây nhé, có cái tài liệu để mình lưu lại. Đây, đây là một con 381. 381 này không biết làm sao. Hình như anh này anh sửa hay như thế nào. Đấy, khách hàng mua hàng có những anh thì lo ngại cái vấn đề là ở xa, xong không biết cửa hàng cảm thấy bãi làm như thế nào. Con này thì hơi hám thì rất tốt rồi. 381 anh em. Cái gì mà độ luôn cả cái cục lò xo của máy 5200 vào đây nhún này, để này thì không có tốt rồi. Bên trong thì có cao su nhưng mà lại thêm một cái cục lò xo nữa. Đấy, con này là không biết là máy nhá, sử dụng cắt cái gì đây. Keo nhựa. Có lẽ là cao su hay là cái gì thì mình cũng không rõ nhá, nhựa rất là nhiều. Con máy này thì không có tay thắng. Đấy, bô vọng nòng thì zin này. Ốc này. Ốc á. Chờ mình một chút nhá, mình mở kiểm tra nhá. Nói chung là có những cái video như thế này là để cho anh em thấy thực tế là cái hàng mà mình làm việc với lại anh em khách hàng sẽ như thế nào. Tại lâu nay mình đang có một chút việc, mình đang đi xem mấy chiếc xe, mình đang có nhu cầu là tìm một chiếc xe 7 chỗ. Nếu mà anh em nào mà có xe mà muốn bán thì anh em có thể là liên hệ với trực tiếp với mình qua số điện thoại. Có xe 7 chỗ muốn bán mà xe nói chung là đời nó cao một chút nha. Muốn bán thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình là 0947207718 hoặc là 0941797478 giúp mình với xe chính chủ nhé. Xe một chủ từ đầu liên hệ với mình nhé. Đó, đây là một con 381. Mấy hôm nay đang đi xem mấy chiếc xe mà nó chưa được chiếc nào ưng ý nhỉ. Rồi. Đây, mình thấy mấy xe của lái mình cũng rất là ngại, mình tính mua của chính chủ hơn. Đó, không dịch vụ. Ôi, con này hơi hám tốt và cái này nó mình sẽ phải kiểm tra xem là hỏi lại xem là khách bán hay là sửa hay là như thế nào, tại vì thực sự là bây giờ mình cũng không có nhớ lắm đâu anh em. Đó, trong này thì nó không có gì cả. Đó, nhớp nhau chảy lên. Rồi tiếp theo đến một con máy. Một con máy này là cái con máy này của anh Quân. Quân ở Bắc Giang. Lạng Giang, Bắc Giang. Nói chung là những cái này em để riêng nhé, để riêng đừng có để lộn với nhau. Con nào để nguyên thùng đấy, để anh lấy cái số điện thoại.
có gì liên hệ với khách kia, còn mấy con 381 ở ngoài kia là nay đóng hàng xong sáng ngày mai đóng bớt bớt hàng đi rồi để điện lại cho khách xem máy báo tình trạng máy như thế, xong rồi cái hướng người ta muốn làm như thế nào, muốn thay đồ zin hay là đồ bình thường thôi hay là như thế nào đó. Đây con gì đây? À con này mình đoán được rồi, con này là một con hàng bãi, con máy này là con 023 anh máy đó. À, mình nhớ anh này nói chuyện mình, anh nói anh mới mua con máy của mình, xong rồi anh gửi con máy này đến, ở bên trong thì có thêm một bộ của lan lan này, nó không được dài nữa. Con máy này bị làm sao đấy, không có buji anh em ạ. Ôi máy không có buji, tốt tốt. À, cái này có thể là bị lửa như thế nào thế, chụp giật lắc lắc anh em, chụp giật lắc lắc. Ôi, thế nó sụp thịt cái này, có thể là cái ốc này vặn, người ta vặn nó chưa được chắc. Ôi, cũng không biết là cái tình trạng của máy như thế nào nữa. Thế tháo buji chắc khả năng là không có buji thì khả năng là bị mất lửa hay như thế nào nữa. Ê chà. Rồi, vẫn chuông cái thế, lốc còn đẹp, hai ốc còn đẹp. Bô nó thổi ra đây, nó làm nó xem xém ra đây. Đường bơm nhớt còn ok, mặt lốc không bị vỡ, xu nhún chắc chắn, lọc gió đầy đủ. Rồi nó sang lắp nhớt. Ây da, bạn cứu quá. Tay cái chỗ bị gãy. Ok, con này thì khách sửa nhá. Nhưng mà thường những cái con máy mà mình nhận sửa cho khách thì mình cũng sẽ quay video lại để mình gửi sang cho khách, chứ không khách nhiều khi là vô tình thôi. Có những cái vấn đề nó khó nói ấy. Rồi, con máy này tạm thời kiểm tra vậy cho anh khách thôi nhé. Rồi tiếp tục, đấy là đến một em gọi là số nhất trong cái một em gọi là hầm hưu nhất trong cái quá trình mà mình bán, đó là một con máy Estim MS250. Từ đầu đến giờ anh em vẫn đang trông chờ con máy này đúng không? Đây là con máy mà trong 30 năm mình bán MS250 chưa con máy nào bị như thế này. Cái câu chuyện mà hôm trước mình chia sẻ cho anh em đó là cái vấn đề mà sử dụng nhớt gì và căn chỉnh máy làm sao. Tại sao mà anh em, lý do tại sao mà lại mình hay làm cái video mà chia sẻ cho anh em là khi máy bị trục trặc, mua máy bên mình khi mà bị trục trặc là luôn luôn anh em phải điện cho mình nhé, không mang ra cửa hàng nào khác, không mang ra bất kỳ một cửa hàng nào khác, luôn luôn điện cho mình để có cái cách xử lý và là đơn giản nhất mà anh em không bị tốn chi phí. Đây con máy Estim MS250, con này á, là hôm vừa rồi là mình mất cả khá là nhiều thời gian với anh khách này, ngồi chỉ cho anh ấy căn chỉnh máy. Đây mọi người đây này, tháo này, nốt tháo này, xu nhún đưa vào mà bị không có đúng vị trí này đó. Con máy này đây mới toanh luôn mọi người, mới toanh luôn đó. Con máy này á, là chỉnh xăng sai, cũng có thể là do anh em sử dụng nhớt xong đó nó bị tắc bộ chế mà không biết cách xử lý, mang ra chỉnh xăng nhiều quá, chỉnh tới hồi là nó cứ chạy thiếu lúc thừa, không ổn định, làm cho bị lúc bê luôn. Đây đồ đạc của mình xin. Đây này, nhìn vào con máy này, mình sẽ lấy cái phần này ra cho mọi người xem nhé. Này, đây 250 ấy, cái con ốc H là con ốc tốc độ cao này, ở phía sau này nó sẽ có một cái cục nhựa nhé, để nó căn, nó không cho mình chỉnh tinh chỉnh vào trong này nhiều, nó chỉ cho mình chỉnh cộng thêm một vòng hoặc là giảm đi một vòng thôi. Nhưng con máy này thì bị cậy luôn cái phần đó rồi, và cái cách xử lý của thợ mình hoàn toàn thấy rất là khó hiểu luôn. Hơi hãm thì hiện tại là họ đã thay một bộ hơi không biết là mới hay là cũ hay là như thế nào đó. Mình thấy anh chủ máy là nói là đi ra tiệm ấy, thì người ta nói là thay tạm cho một bộ hơi này để về xài, thế nhưng mà cuối cùng là về xài không có được. Anh khách gửi tới mình và hiện tại anh khách đang báo là muốn, có nhu cầu là muốn đổi con máy khác đó. Mới mua chưa hết bảo hành anh em nhé, chưa hết bảo hành mà tự ý làm, nói chung là thực sự rất là đáng tiếc luôn. Số phận em này hơi bị
kiểu hồng nhan bạc mệnh này. Đẹp một cuối cùng, đẹp một thành phong đẹp. Đây, bô nó còn chưa này, bô nó còn chưa bị rỉ hết luôn, còn nước ram hết xung quanh này luôn, anh em thấy không? Đấy, còn nguyên nước ram. Ở con này thì chắc khả năng là bộ nòng, bộ nòng thì mình sẽ coi như là đánh giá nó về cái con thang điểm gọi là một điểm thôi. Đó, tại vì bên mình là mình không có gọi là đồ lô mình rất là không thích đồ lô. Đó. À, mình muốn bán cho anh em những cái gì mà gọi là nó zin nhất có thể, ví dụ như bộ lòng zin là zin, nếu mà zin được là phải zin, chứ còn bất đắc dĩ lắm thì thay đồ lô vào thì những cái con máy đó mình gần như là bán gọi là bán và báo cho khách để khách xác định là cái đó máy tình trạng như vậy có mua được hay không. Là không mua được thì mình cứ để đó. Rồi cũng có khách ít tiền mà muốn sử dụng những cái hàng như thế và nó đưa ra một cái giá mức giá gọi là phù hợp để khách hàng có thể là chấp nhận được. Rồi, cái con máy này thì mình sẽ bung hết rồi nha, bung hết là mình kiểm tra. Đó, mọi người lưu ý là khi sử dụng máy cưa, máy cắt cỏ thì lưu ý là nên sử dụng những cái sản phẩm nhớt chính hãng tốt để chúng ta có được một cái con máy nó chạy ổn định hơn, bền hơn và không bị tốn tiền oan nhé. Một cái con máy như thế này bây giờ bị lỗ khá là nhiều. Bây giờ cho dù mình có thay một cái nòng zin vào thì mình cũng sẽ phải báo cho khách là cái con máy này nó bị tình trạng như thế, và cái nòng zin bây giờ thực sự là rất là cao, nhưng mà cái con máy này khi mà bán ra thì nó sẽ không có được giá giống như là một cái con máy mà hoàn chỉnh đã xài cũ đó, mọi người hiểu không ạ? Nhưng mà tất nhiên là cái nòng zin và thay bộ toàn bộ zin vào thì nó sẽ tốt, nhưng mà tất nhiên là có thể là khách sẽ phải chịu lỗ rất là nhiều trong cái vấn đề gọi là ấy như thế này. Tại vì nói chung là mình làm thì mình sẽ thiên về cái độ zin nhiều hơn, độ zin đó. Xem bố biết nó có zin hay không nhé. Rồi, bố zin luôn anh em, bố zin luôn. Rồi, tạm dừng một cái để anh lấy cái máy anh bắn này. Rồi. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ bắn cái phần bố này ra nhé. Bắn phần bố này ra. Kiểm tra luôn. Máy xài rất là ít mà tự nhiên làm cái này hoàn toàn. Rồi. Đó. Không có xăng. Đó, anh em thấy không? Máy không có xăng. Mình hướng dẫn anh em nhé. Mồi một chút xăng vào đó, giật nên là nó nổ. Đấy. Còn anh em nào, nói chung là mình đã làm rất là nhiều video chia sẻ cho anh em. Nhưng mà anh em nghe thì xem mà tự đúc kết ra cho mình được cái kinh nghiệm thì làm theo, còn không làm không thích thì không cần làm theo. Nói chung là khỏi cần đóng e nhé, khỏi cần đóng e, màu xăng mà giật luôn nó phải bao ấy. Chế nó có vấn đề gì đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh luôn trên con máy này xem nó như thế nào nhé. Anh khách này sử dụng ra làm sao nhé. Mình lấy cái đồ. Mười chín phút rồi. Ok, xong. Giải. Rồi, bây giờ bóc ra. Hiện tại là đang có một cái vấn đề gì đó anh em ạ. Hiện tại đang có một cái vấn đề gì đó nó không tinh chỉnh được cái con ốc L. Đó, không tinh chỉnh được con ốc L. Một là cái bộ chế này đang có vấn đề trục trặc. Hai là khi thợ ráp cái bộ hơi này, cái cách họ thợ ráp nó có một cái gì đó nó bị sai. Và nói chung là mình chạm con ốc L là mình cảm giác thấy nó khác rồi.
là mình đã biết là cái con máy này có chỉnh như thế nào cũng sẽ không sai được. Và bây giờ mình phải rã con máy ra rồi làm kiểm tra từng bước theo cái cách mình làm nhé. Rồi, ok, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp mình đón xem những cái video khác. Nếu mà anh em muốn biết về kết quả của con máy này thì anh em chờ ở trong cái video sau nhé.